Kia Sorento 2020 phiên bản Việt sắp ra mắt, phả hơi nóng lên Hyundai Santa Fe. Thế hệ thứ 3 của Kia Sorento với nhiều thay đổi trong thiết kế và trang bị sẽ được mở bán trong năm 2020. Trong khi thế giới đang đếm từng ngày đón Kia Sorento thế hệ thứ 4, thì người tiêu dùng tại Việt Nam lại phải chờ thế hệ thứ 3 của mẫu xe này trong năm nay. Theo thông tin từ tư vấn bán hàng, Sorento mới sẽ được Thaco giới thiệu vào khoảng quý 3, cùng thời điểm mẫu SUV cỡ nhỏ Seltis ra mắt. Mẫu xe này tiếp tục được lắp ráp trong nước. Kia Sorento thế hệ thứ 3 không phải sản phẩm hoàn toàn mới tại Việt Nam. Vào năm 2016, mẫu mới thuộc thế hệ thứ 3 từng được nhập về bởi một doanh nghiệp tư nhân, nhưng sau đó mẫu này gần như biến mất khỏi thị trường. Chỉ có Sorento thế hệ thứ 2 được Thaco bán chính hãng từ tháng 9 năm 2009 tới thời điểm này. Ban đầu, xe được nhập khẩu từ Hàn Quốc và sau này được nội địa hóa tại Việt Nam. Tuy nhiên, Sorento mới sắp ra mắt là bản nâng cấp facelift của thế hệ thứ 3, với diện mạo được trau chuốt hơn so với bản cũ xuất hiện vào năm 2016. Đây cũng chính là phiên bản Sorento được giới thiệu tại Singapore Motor Show diễn ra đầu tháng 1 năm 2020. Trước đó, phiên bản này đã ra mắt tại châu Âu từ năm 2018. Thông tin về xe vẫn chưa được hé lộ. Có thể lấy chính mẫu Kia Sorento 2020 tại Singapore để tham khảo về thiết kế và trang bị cho phiên bản bán tại Việt Nam. So với bản cũ, Kia Sorento facelift 2020 có một số khác biệt nhỏ ở đầu và đuôi xe. Cụm đèn chiếu sáng chính là 3 thấu kính LED, đèn sương mù 4 thấu kính LED, cản trước có các hốc gió được trau chuốt lại. Giao diện LED của đèn hậu cũng thay đổi mà không ít người nhận xét là giống Audi. Nội thất xe có thiết kế gần giống mẫu MPV Sedaner, đặc biệt ở cụm điều khiển trung tâm. Phiên bản tại Singapore có màn hình 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, âm thanh Bose, điều hòa tự động hai vùng, phanh đỗ điện tử, cửa sổ trời toàn cảnh, vô lăng là loại 4 chấu. Đồng hồ kết hợp dạng analog và màn hình kỹ thuật số nhỏ. Xe bố trí 7 chỗ ngồi dạng 5-2 với không gian rộng hơn thế hệ cũ. Hiện chưa rõ Sorento mới có thay đổi động cơ hay không. Tại Việt Nam, xe đang có hai tùy chọn động cơ, gồm máy xăng 2,4 lít, công suất 174 mã lực và mô men xoắn 227 Nm, máy dầu 2,2 lít, công suất 195 mã lực và mô men xoắn 437 Nm, kết hợp số tự động 6 cấp. Tại Singapore, vẫn là hai tùy chọn máy xăng 2,4 lít và dầu 2,2 lít, nhưng công suất bản máy xăng lên tới 241 mã lực nhờ công nghệ tăng áp. Bản máy dầu cũng mạnh hơn một chút với 200 mã lực và 441 Nm. Một số tính năng an toàn chủ động được trông đợi trên Sorento mới bao gồm cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường hay hỗ trợ phanh khẩn cấp tự động. Kia Sorento cùng phân khúc Hyundai Santa Fe nhưng tại Việt Nam có giá thấp hơn hẳn. Giá khởi điểm của Sorento từ 799 triệu đồng, trong khi giá Santa Fe từ 995 triệu đồng. Doanh số bán hàng của Sorento cũng thấp hơn nhiều so với Santa Fe. Trong năm 2019, mẫu SUV của Kia bán được 1.332 chiếc thì doanh số đối thủ là 9.228 chiếc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.